xỉu với pha giải cứu đồng đội hơi quê của hoàng thượng. Ủa? Gì vậy? Tình cảm giữa loài mèo thật kỳ lạ, đôi khi đánh nhau ì xèo, còn đôi khi lại tình thương mến thương lắm. Thấy cô Sen đóng cửa tủ lạnh, tưởng đâu nhỏ bạn mình bị kẹt đuôi vào rồi, khiến chú mèo này hốt hoảng kiếm cách giúp đỡ. Nhìn nó sốt sắng, ngó qua ngó lại mà không biết phải làm sao, trong khi người bị nạn còn đang thản nhiên như không. Nhưng đừng vội nhầm, đây không phải là một câu chuyện cảm động. Nó cảm lạnh lắm. Thật ra chú mèo kia đâu có bị mắc đuôi vào tủ. Ủa mày làm gì vậy mèo? Cảm động quá nhưng mà xin lỗi, không cần nhan. Lâu lâu muốn làm một con mèo chính nghĩa mà cũng khó quá. Thì ra quá khứ của kẻ phản diện là đây chứ đâu. Tuy hơi quê một chút nhưng mà chắc không ai nhớ đâu hoàng thượng ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.